Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các chuyên gia nhận định rất khó để thành phố Hồ Chí Minh ngăn dịch Omicron lan rộng. Không giữ nổi vùng xanh, Nam Định buộc kích hoạt bệnh viện dã chiến. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tiêm mũi 4 vaccine COVID-19. Anh bất ngờ nới lỏng toàn quốc trong bối cảnh ca mắc tăng không thấy đỉnh. Thưa quý vị khán giả, liên quan tới chùm ca bệnh Omicron trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng cho biết nếu truy vết thành công, thành phố sẽ không còn ca nhiễm Omicron cộng đồng. Tuy nhiên khả năng này không cao, chúng ta chuẩn bị tinh thần nguy cơ cao biến chủng này sẽ lan rộng. Nguyên nhân là ca bệnh là người nhập cảnh từ Mỹ về Khánh Hòa, sau đó di chuyển từ Nha Trang về thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay, tiếp xúc rất nhiều người. Với những người bị bệnh, trong vòng 1 đến 2 ngày trước khi phát hiện dương tính, khả năng cao là họ đã lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần khác. Điều này khiến việc truy vết toàn bộ rất khó khăn. Dù biến chủng Omicron gây bệnh nhẹ, tuy nhiên thực tiễn tại các quốc gia trên thế giới cho thấy, biến chủng này đang khiến các bệnh viện quá tải ca mắc, từ đó số ca không qua khỏi tăng mạnh. Điển hình là Mỹ ghi nhận tới hơn 1,35 triệu ca mắc một ngày, 1.700 người không qua khỏi. Nếu nhìn vào số liệu này và nói rằng Omicron gây bệnh nhẹ e rằng sẽ là hơi chủ quan. Biện pháp chống dịch nào cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần sau của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tiêm mũi 4 vaccine COVID-19. Kết luận hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nếu thiếu vaccine thì Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân. Nếu đủ vaccine mà không đạt mục tiêu tiêm chủng đã đề ra, thì Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu việc tiêm mũi thứ tư, khẩn trương tìm hiểu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về tiêm cho nhóm chưa trưởng thành, quyết tâm mở cửa trường học an toàn trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng yêu cầu phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 để đạt mục tiêu đề ra. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Không giữ nổi vùng xanh, Nam Định buộc kích hoạt bệnh viện dã chiến. Dịch COVID-19 tại Nam Định chưa có dấu hiệu suy giảm. Cùng với việc triển khai điều trị F0 nhẹ tại nhà, tỉnh Nam Định vừa phải lập thêm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 để đáp ứng điều trị cho số ca mắc mới đang tăng cao. Trong 24 giờ qua, Nam Định tiếp tục đạt đỉnh về số ca F0 mắc trong ngày với số lượng F0 mắc mới là 283 người. Dù số ca mắc không quá cao so với các tâm dịch, tuy nhiên, với điều kiện nhân lực và vật lực hạn chế, nếu ca mắc tiếp tục tăng, thì ngành y tế Nam Định lo ngại sẽ quá tải. Điểm khó của Nam Định là hiện nay đang có trên 1.400 người bệnh COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, lấp kín dung lượng có thể điều trị của tỉnh này. Trong khi đó, các cơ sở điều trị COVID-19 tuyến trên ở Hà Nội hầu như đều đã quá tải, khó có thể hỗ trợ Nam Định tiếp nhận bệnh nhân. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị vừa chỉ đạo thành lập thêm bệnh viện dã chiến tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Cơ sở này có dung lượng 350 giường bệnh do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định phụ trách chuyên môn. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng ban hành quyết định chính thức tiến hành điều trị cho các F0 nhẹ tại nhà. Tính đến ngày 19 tháng 1, thành phố đã thiết lập trên 260 vùng cách ly y tế, trong đó đang thiết lập 40 vùng cách ly trên địa bàn 24 phường, xã, với số hộ trong vùng đang cách ly phong tỏa là 211 hộ, gồm 612 người. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Các chuyên gia nhận định rất khó để thành phố Hồ Chí Minh ngăn dịch Omicron lan rộng. Khác với cảnh phong tỏa và truy vết thần tốc, cũng như là xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 như trước, với biến chủng mới, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân ở khu vực F0 sinh sống vẫn diễn ra như thường nhật. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh nhận định, với Omicron, các chuyên gia y tế cũng đều thống nhất rằng không thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của biến chủng này. Thời gian trước, khi Nam Phi mới công bố những ca nhiễm đầu tiên, Anh cũng ngay lập tức ngừng những chuyến bay đến quốc gia châu Phi này. Tuy nhiên điều này là không thể bởi vì biến chủng có thể xâm nhập qua nhiều con đường và sau đó Anh đã phát hiện rất nhiều ca Omicron. Do đó, Việt Nam ghi nhận ca Omicron cộng đồng là điều sớm muộn. Phó giáo sư Dũng đưa ra hai kịch bản chính có thể xảy ra khi Omicron xuất hiện tại cộng đồng. Kịch bản đầu tiên là chính quyền và ngành y tế truy vết tất cả những người tiếp xúc gần với ca nhiễm. Nếu truy vết thành công, thành phố sẽ không còn ca nhiễm Omicron cộng đồng.
Tuy nhiên, Phó Giáo sư Dũng cho rằng khả năng này không cao. Nguyên nhân là ca bệnh là người nhập cảnh từ Mỹ về Khánh Hòa, sau đó di chuyển từ Nha Trang về thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay, tiếp xúc với một số người. Với những người bị bệnh, trong vòng 1-2 ngày trước khi phát hiện dương tính, khả năng cao là họ đã lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần khác. Điều này khiến việc truy vết toàn bộ rất khó khăn. Do đó, chuyên gia Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh dự đoán kịch bản thứ 2 xảy ra là sự gia tăng nhanh ca nhiễm Omicron trong cộng đồng, bởi cứ sau khoảng 10 ngày, một bệnh nhân Omicron có thể lây cho từ 10 đến 100 người khác. Như vậy, số ca mắc ở thành phố có thể tăng cao hơn. Theo kinh nghiệm quốc tế, số ca nhiễm có thể gia tăng gấp 10 lần so với hiện nay. Tuy nhiên, điều lưu ý là số ca không qua khỏi có thể không tăng nhiều, bởi thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ chủng ngừa cao và chiến dịch bảo vệ nhóm người có nguy cơ đã được thực hiện tốt. Tình huống khiến Phó Giáo sư Dũng lo ngại nhất là việc không tuân thủ nghiêm 5K có thể khiến số ca nhiễm tăng cao hơn, dẫn đến sự quá tải của hệ thống y tế. Khi hệ thống y tế quá tải, số ca bệnh nặng và không qua khỏi sẽ tăng nhiều hơn. Đồng tình với quan điểm trên, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng, điểm nổi bật của biến chủng mới là tốc độ lây nhiễm cao gây quá tải số lượng ca bệnh. Số ca mắc chắc chắn sẽ tăng lên, khiến cho số lượng F0 điều trị tại nhà cao. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu hụt nhân sự y tế và năng suất lao động giảm xuống do nhiều người phải cách ly. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Anh bất ngờ nới lỏng toàn quốc trong bối cảnh số ca mắc tăng không thấy đỉnh. Thủ tướng Boris Johnson hôm 19 tháng 1 tuyên bố nước Anh sẽ không áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng và trường học, đồng thời bỏ hộ chiếu COVID-19 đối với các sự kiện lớn. Ông Johnson nói với giới hành pháp Anh rằng các lệnh hạn chế đang được nới lỏng do các nhà khoa học của chính phủ Anh tin rằng có khả năng đợt bùng phát COVID-19 lần này đã đạt đỉnh ở cấp độ quốc gia. Dù số ca lây nhiễm vẫn tăng cao ở trường học, Thủ tướng Johnson cho rằng số ca nhập viện và bệnh nhân phải điều trị cấp cứu ở xứ England thuộc khối Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đang đi vào trạng thái ổn định hoặc giảm xuống. Chính quyền Anh không còn khuyên người dân phải làm việc ở nhà. Trong khi đó, quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại Anh sẽ được dỡ bỏ tại các trường trung học bắt đầu từ ngày 20 tháng 1. Bên cạnh đó, giấy thông hành COVID bắt buộc cũng sẽ không còn là điều kiện cần thiết để dự các sự kiện quy mô lớn bắt đầu từ ngày 27 tháng 1 năm 2022. Còn việc đeo khẩu trang sẽ không còn là điều bắt buộc ở mọi nơi trên lãnh thổ England, cũng bắt đầu từ ngày 27. Về phần mình, xứ Scotland và xứ Wales thuộc Vương quốc Liên hiệp cũng đã ban hành các lệnh tương tự nới lỏng hạn chế. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland có tỷ lệ không qua khỏi do đại dịch COVID-19 cao thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Nga. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!